Những lần Thích Tâm Phúc bị xử lý trong 13 năm giả mạo nhà sư. Thích Tâm Phúc là tên gọi tự xưng của ông Nguyễn Minh Phúc từ khi tự treo bảng tên chùa tại nhà riêng năm 2010. Từ đó đến nay, người này nhiều lần bị chính quyền nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý. Lần thứ nhất, tháng 3 năm 2010, Nguyễn Minh Phúc tự treo bảng chùa Ngộ Chân Tử tại nhà, tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc. Tháng 1 năm 2015, tổ chức ca hát tụ tập đông người, phát quà khi chưa được địa phương cho phép, chính quyền xã yêu cầu ngừng thực hiện. Từ 2015 đến nay, lập 6 công ty, vận động quyên góp gây quỹ sai mục đích, 6 công ty đã bị khóa mã số thuế. Tháng 2 năm 2016, chính quyền địa phương đề nghị ông Phúc thu hồi các thư mời, không tổ chức khai trương công ty. Năm 2019, cơ quan chức năng xác định các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, ông Phúc khoe không có trong hồ sơ lưu trữ. Tháng 2 năm 2021, huyện Củ Chi chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm ông Nguyễn Minh Phúc. Tháng 1 năm 2022, bị xử phạt 2,5 triệu về hành vi khiêu khích trêu ghẹo, xúc phạm lăng mạ bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác. Tháng 3 năm 2023, cơ quan chức năng yêu cầu ông Phúc cam kết không phát ngôn sai sự thật, không chia sẻ thông tin trái quy định, trái thuần phong mỹ tục. Tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh nhân thân, xử lý hành vi vi phạm nếu có với Nguyễn Minh Phúc.